Rồi Nhân xin chào mọi người ha. Thì mình quay clip này để chia sẻ cái cách mà mình chuyển thế cho một cái cây dừa bonsai nó đẹp, tạo cho bộ rễ nó đẹp ha mọi người. Thì đây là một cái những trái hồng sim. Hồng sim mình đã trồng cách đây cũng lâu rồi, từ lúc lên mầm á, hơn nửa tháng rồi. Thì cũng như mình ví dụ như trái dừa sim xanh này đi, thì lúc đầu mình sẽ trồng dáng trực như thế này. Đó, dáng trực như thế này, mình phủ lại cho nó ra rễ ha. Đó, sau khi rễ nó bò xuống tới dưới đít này ha. Đó. Đó, bây giờ nó sẽ thành bò tới dưới đít, nó sẽ thành như cái trái hồng sim này. Đó. Rễ nó đã dài, nó phủ tới đít. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chuyển thế cho nó thế nào nó đẹp ha mọi người. Đây mình có cái chậu như thế này, vẫn sử dụng chậu cũ được luôn. Đó, mình sẽ tiến hành cắt cái mé chậu hai bên cho em. Đó, bề ngang khoảng 3 phân, 2 phân rưỡi. Để làm chi? Để mình đặt cái, mình chuyển thế rồi mình đặt cái trái dừa vô nè. Đó, cái phần chỗ này nè, là mình sẽ cho nó hạ cái thân xuống. Hạ xuống chi cho mọi người? Để tí nữa mình có thể phủ sơ dừa vào cái phần thân này, để cho nó mọc rễ ra tiếp ha mọi người. Đó, mình có thể chọn cái thế này cho rễ nó phần trên nè, 4 rễ, phần trên nó có 4 rễ. Nó sẽ ôm cái phần trên mọc xuống phía rễ, nó sẽ ăn xuống phía dưới. Sau này phần cuốn ngay chân cái cổ nó nè, nó sẽ ra rễ thêm và nó ăn thẳng xuống dưới nữa. Thì thế này cũng đẹp ha mọi người. Thì cái thế thứ hai là mình có thể trồng như thế này. Đó. Và những cái rễ này nó sẽ quay ngược lại ăn xuống. Phần đầu nó cũng sẽ cho thêm rễ và ăn thẳng xuống. Phần gáo nó sẽ đưa lên trên. Phần này mai mốt mình có thể sơn PU cho nó dễ, hoặc là vẽ thư pháp và chữ cũng được. Nhưng mà mình chọn cái trồng cái thế này ha mọi người. Đó, cho những cái rễ, 4 rễ này nó ôm gáo phần trên. Rễ, những rễ cám này nào mà bây giờ mình không được cắt bỏ ha. Sau này rễ già mình hả cắt ha mọi người, cứ để nó tự nhiên. Mình chọn những cái thế này cho 4 rễ này nó ăn xuống. Và sau này rễ nó sẽ mọc thẳng xuống. Tiến hành trồng ha mọi người. Đó, mọi người cắt cái miệng như vậy thế này cho em ha. Mình can hai cái mép rễ cho nó đều ha mọi người. Mình hứa với mọi người cái cây này sau này sẽ là một cái bộ rễ tương đối đẹp. Nhìn nó độc lạ hơn ha. Mình ương những cái cây mà mới lên mầm, mới lên phôi á, thì để chủ yếu là chỉnh sửa bộ rễ và cái hướng cái ngọn. Cái ngọn mình có thể chỉnh nó đi hướng nào, quay hướng nào, con mắt nó nằm ở đâu luôn ha. Tùy thích. Ở đây hiện tại thì mình mà chỉ trồng sơ dừa không, chưa có trộn gì hết, vẫn được ha mọi người. Sau này cây mà mình thay chậu, cây nó to hơn tí thì có thể mình trộn những cái phân thêm cho cháu, hoặc phân bò qua xử lý đất. Nhưng mà em ít trồng đất lắm ha mọi người. Đó, mình trồng xong, mình đè hai bên mép miệng cho nó dễ dẻ tí ha, hai bên mép miệng thôi. Rồi chính giữa thì không cần đè chắc ha. Lựa những sợi chỉ nè mọi người, sợi chỉ sơ dừa. Đậy cái phần rễ ở trên lại. Đó, đừng cho nó héo.
để nắng nó héo queo là nó chết dễ. Đó, mình đậy lại ha, phần sơ dừa nè, đậy lại, mưa nó tạt nó cũng không trôi. Cái này là phần chỉ của sơ dừa. Đó, mình đã chuyển thế được hai cây hả mọi người. Cây này mình nãy mình cũng đã chuyển thế, nhưng mà cây đầu tiên thì mình cho cái bộ rễ nó ăn xuống. Bây giờ mình sẽ lôi cái cây kế tiếp xem bộ rễ nó như thế nào ha. À, trước mắt đây là mình có thấy hai rễ. Đó, có rễ nữa rồi. Cây này vẫn bốn rễ luôn. Bốn rễ. Rồi, cây này mình sẽ định hướng, mình chọn cái thế như cái cây hồi nãy luôn. Đó, để sau này có thể là nó có thể là một cặp là 8-10. Cây này 8, cây kia nó sẽ được 10. Nó gần giống nhau á ha mọi người. Nó gần nhau, giống nhau là cây 8, cây 10 á. Tại vì nó có cái số rễ nó bằng nhau. Bốn rễ nằm trên. Sau này những cái rễ mà nó quay xuống phía dưới thì mình chưa biết bao nhiêu rễ. Mình bỏ sơ dừa đổ đít trước ha. Đó, mình nhắm chừng nó trái dừa mình nó nằm tới đâu á. Bây giờ mình sẽ cắt cái mé chậu, miệng chậu. Đó, cho nó thòng xuống. Cái này hơi cao thì mình sẽ lấy sơ dừa bỏ bớt. Khi nào mình thấy ưng ý mình sẽ tiến hành chim sơ dừa vòng vòng. Cái cây sim hồng thì thời gian nó làm sẽ nhanh hơn những cây dừa khác ha mọi người. Tại sức sống nó rất là mạnh, cái rễ nó cũng ra rất là mạnh. Mình chia sẻ dừa sim hồng phôi cũng rất là nhiều rồi, nhưng mình cũng có chừa một vài cây để chơi thôi. Chứ không có chừa nhiều, tại cũng không có đủ giống để cung cấp. Mình lâu lâu mình mới chia được vài chục trái mình chia sẻ. Còn ai muốn đặt hàng thì liên hệ ha. Đó, mình sau khi trồng xong mình cũng kiếm một ít chỉ sơ dừa. Mình đậy phần trên. Sau này rễ già rồi là an toàn, không cần đậy nữa. Mình không có chỉ sơ dừa thì mình kiếm giải mình đậy ha. Còn cái trái này nãy mình cũng đã lôi lên rồi, nhưng mà nó ít rễ ha mọi người. Cây này bây giờ nó cũng đang ra rễ non nè. Có một cái, hai cái, ba cái. Bây giờ mình thấy trái này chưa chuyển thế được, nên mình sẽ trồng cho những cái rễ này nó ra dài thêm rồi mình chuyển sau. Bây giờ trái nào mình không chuyển được mình tiến hành mình trồng trở lại y như tình trạng ban đầu.
Đó, nãy giờ mình chia sẻ những cái bí quyết mà để mình chuyển thế một cây dừa. Mình có thể trồng cho nó ôm gáo cũng được, tùy theo cái sở thích. Mọi người thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo ha mọi người. Đó, mình trồng lại yên nguyên. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha. Mình xin kết thúc video tại đây. Mình đã chia sẻ những bí quyết mà để mình thay đổi cái hướng rễ cho nó đó. Thì sau này cái ngọn này nó không có đi thẳng như thế này đâu, mà nó sẽ quay ngược cho lên lại ha mọi người. Cái ngọn này, chia sẻ một tí nữa là cái ngọn này sau này nó sẽ bật lại. Trong vòng khoảng 10 ngày thôi, nó sẽ bật lại từ từ. Nó bật lại từ từ và nó sẽ thẳng đứng lại thôi. Nha mọi người, nó sẽ thẳng đứng như ngọn bên đây thôi. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi nha.